Con cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn giúp đỡ con ạ. Và con chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn mạnh khỏe. Quần cái áo này sẽ để cho ông nhé. Đấy, anh sẽ để đây đã. Đấy, có cả cái áo này chắc là để ông này. À, những cái bộ quần áo cũ mà các bác gửi lên thì các bác cũng được giặt và rất là sạch sẽ rồi. Đấy, còn vẫn còn tem và nguyên si luôn các bác. Đây thì hai hộp. Chị thì gửi hàng lên cũng rất là cẩn thận cô bác, dùng những cái giấy sốc nổ này chị ấy gói lên. Đây thì em sẽ để pha cho bé nhú nhá. Đây, mỗi lần pha cho bé nhú thì múc ra là độ đâu đó tầm mà 1 muôi đến 2 muôi nhá. Thì là pha để cho bé nhú uống nhá. Đấy, nói chuyện miên man quá cô bác nhỉ. Và bây giờ thì cho cháu được xin được phép là thông qua cái quý của nhà em Quân một chút nữa cô bác. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giáo tên. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giáo tên. Cô có gửi cho cháu Lực là 3 triệu đồng. Và trong đó thì cho em Quân là 2 triệu rưỡi. Còn là phần còn lại thì cho tem là 500 ngàn. Và cháu Lực cũng đã cho đưa cho em sửa nữa. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sáng hôm nay lên thì cháu Lực có nhận được thêm 1-2 cái phần quà mà các cô bác gửi tới cho em Quân. Và đồng thời thì cháu Lực cũng sẽ lên là công khai cái số tiền quý của nhà em Quân là hiện tại cháu Lực đã cầm bao nhiêu rồi, cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cùng nắm gió. Là bây giờ cũng có cô bác là cũng có muốn gửi tiền và mua thực phẩm, mua gạo cho em Quân. Cái phần đấy thì cháu Lực cũng đã mua rồi. Và mua một bao thì gia đình em Quân ăn được lâu lâu. Cho nên là quý cô bác nào mà gửi thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị gửi tới cho em Quân thì cháu Lực xin được phép là xin để vào quỹ cho em Quân để một thời gian nữa. Có thể như là nếu mà cái số tiền đấy đủ để sửa ngôi nhà hay là để cất cho em một lại cái ngôi nhà mới thì cháu Lực sẽ tiến hành làm cái phần đấy. Còn là trước mắt bây giờ thì cháu Lực cũng đã nhận được rất là nhiều khoản của quý cô bác anh chị gửi tới cho em Quân rồi. Và hôm nay bây giờ thì cháu Lực với em Sử lên thì trời đang mưa, mưa một chút thôi, nhưng mà tí sợ mưa to thì có đi thì có mua luôn cả theo áo mưa nữa. Nhà em Quân thì không có đi xe được xuống tận dưới kia cô bác ạ, cho nên là cháu Lực với em Sử là để xe ở trên này thôi. Hôm nay thì cháu Lực lên thì nhận được 2 phần quà luôn. Cái còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác là cùng theo dõi hết video ạ. Cái chỗ từ trên phần cái chỗ mà từ gió Lực để xe tới nhà em Quân thì đi do gió rơi tầm là độ 25 đến 30 phút cô bác ạ. Trước kia thì bà con có đào là lấy xe máy xuống đây này, nhưng mà do trời mưa to quá không có đi được cô bác ạ. Nói là nhà em Quân là cũng nằm ở dưới một cái chân đồi luôn các bác, nằm ở tít phòng dưới kia kìa. Thank you.
trên này thì rừng này thì không có một cái ngôi nhà đâu cô bác. Ui, có tổ ong sao ấy. Đường này chắc là đi ngang bằng nhà sử đấy, nhà sử nhỉ? Vâng. Đường này còn không có đường xe máy đi. Và vâng. Cháu Lực đã chọn cái con đường thiện nguyện này cô bác. Dù con đường có khó khăn như thế nào nữa thì cháu Lực cũng sẽ vượt qua để trao những cái tấm lòng vàng và trao những cái món quà của cô bác Mạnh Thường Quân tới những cái hoàn cảnh đó cô bác. Phải nói là thật sự ra là em Quân cô bác. Bây giờ thì cho cháu Lực xin được tóm tắt cái hoàn cảnh của em Quân thêm một lần nữa cô bác. Tại vì ở đây thì có rất là nhiều cô bác là còn theo dõi sau, cho nên là không có hiểu về cái hoàn cảnh của em Quân. Em Quân thì lúc mà em sinh ra thì được 40 ngày tuổi thì mẹ đã bỏ đi rồi. Trong đó thì còn gọi là chưa kịp cai sữa gì, vừa mới uống sữa mẹ được đâu đó rồi tầm là hơn một tháng tí thôi, người mẹ đã rất là nhân tâm và bỏ đi. Và sau đó thì bố của em Quân ấy cũng có lấy thêm một người vợ mới, là muốn là lấy về để lo cho gia đình mình, là người bố để đi làm cho yên tâm. Nhưng mà không may thì bố của em Quân mắc phải một cái căn bệnh gọi là hiểm nghèo, nhà thì không có tiền để mà chạy chữa nữa. Thì người mẹ kế của em Quân thì cũng đã bỏ đi. Mà bỏ đi thì kèm theo đó bỏ lại thêm một đứa em bé Hiếu nữa, năm nay thì được 2 tuổi. Hiện tại thì không có người mẹ ở đây, thì không có làm được cái giấy khai sinh cho bé Hiếu cô bác. Bây giờ thì bé Hiếu thì gọi là chưa có giấy khai sinh gì đâu cô bác ạ. Rất là tội cho em Quân luôn, rất là tội cho bé Hiếu luôn. Và trong đó thì em Quân bây giờ thì phải nuôi tới 4 miệng ăn lẫn cô bác. Và kèm theo đó thì cái khoản vay ngân hàng của nhà em Quân là vào 50 triệu. Không biết là trước kia bố vay để làm ăn hay là chạy chữa bệnh nữa. Cái đấy, điều đấy thì cháu Lực cũng chưa có biết, cháu Lực cũng chưa có tìm hiểu. Nhưng mà chưa có tìm hiểu sau. Và cháu Lực cũng chỉ hỏi qua là các bác hàng xóm của nhà em Quân thì đâu đó là trước bố vay là để mua trâu, mua bò về để gọi là cải thiện cái phần kinh tế gia đình mình ấy cô bác. Còn là bây giờ đoạn này đi xuống dưới đi nó rất là khó cô bác. Nó là cái đất đỏ thành ra là nó bám rêu nữa, đi nó rất là trơn, cho nên là cháu Lực với em Sửa sẽ không có ghi hình cái đoạn này đâu cô bác. Một tí nữa thì đến gần nhà em Quân thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình sâu cô bác ạ. Nó là cái đoạn này mưa vào rất là trơn cô bác ạ. Nhà của em Sửa thì nhà của em Quân ấy cô bác, trên này thì nó là cái đất nữa, cái đất đỏ thành ra là mưa vào nó rất là trơn luôn. Xử đi cẩn thận nhá. Ôi giời, cẩn thận sửa. Bây giờ thì hai anh em cũng đã đến nhà em Quân rồi cô bác ạ. Vừa bước vào thôi là nhìn thấy một cái ngôi mộ mà cỏ còn chưa có được mọc chút nào nữa. Đi qua đây thì rất là nhiều cái khung cảm xúc mà rất là buồn luôn cô bác ạ. Phải nói là người bố của em Quân ra đi rồi. Mặc tốt áo ấy. Phải nói là người bố của em Quân ra đi cô bác, để lại cho em Quân rất là nhiều những cái gánh vác nặng nhọc ở trên đôi vai em Quân cô bác ạ. Anh nay anh không đi đâu à? Anh đang mấy hôm nay đang làm làm cái nhà cho bố ông Quân thì nó chưa đi đâu được. Chưa đi đâu được đúng không? Rồi. Đang vất vả. Phải nói là em Quân có một người hàng xóm như anh thì cũng rất là may cho em Quân rồi. Chứ không bây giờ mà để em Quân mà lo liệu những cái phần này thì chắc là em Quân không có biết làm đấy anh nhỉ? Không biết làm đâu, cái này thì nó bé không biết làm thì nó ở trong nhà thầy nó trông. Vâng, vâng. Nó thử về làm cho vâng. Bố ông Quân thì nó chủ vẫn vâng. Ở nhà chưa vâng. Các bác làm. Vâng, còn là bây giờ thì em xin phép là lên nhà em Quân một chút nhé. Vâng, vâng. Vâng. Ý có lại ông nữa nhá. Vâng anh ạ. Vừa bước vào là cô bác có thể nhìn thấy cái khung nhà của em Quân cô bác. Một cái ngôi nhà mà làm
chưa có được hoàn thiện ở dưới phần hiên ở dưới này thì cũng rất là thấp thôi, cho nên là chưa có để được bò và được em Quân là để sang bên nhà chú. Đấy, bây giờ thì xử anh em mình đi vào nhà thôi. Không biết là hôm nay em Quân có đi đâu làm gì không cô bác ạ. Vừa bước vào cái hành lang, cái khung nhà của em Quân thì cháu Lực cũng chia sẻ lên rất là nhiều rồi cô bác. Và bây giờ thì cô bác có thể là tự xem và tự cảm nhận là cái ngôi nhà của em Cương nó xuống cấp như thế nào cô bác nhá. Cái cánh cửa đây thì trước kia thì cũng được bố là còn chưa có những cái bản nền này cô bác. Ở trên kia thì được buộc lại những cái tấm cái xăm, đây là cái da trâu này cô bác. Cái này là cái da trâu là được bố của em Quân hay là ông dùng để làm. Đấy, anh chào Quân nhá. Em chào anh ạ. Rồi, hôm nay thì có đi làm gì không? Có, bây giờ em đi rửa bát ạ. Bây giờ đi rửa bát à? Đấy, thế thì từ từ đấy nhá. Vâng. Để anh trao cái phần quà này cho em đấy nhá. Vâng. Đấy, bé Hiếu thì hôm nay lạnh như sao ấy? Đây. Ông thì đi đâu rồi? Ông đi lấy cỏ ạ. Đi lấy cỏ à? Vâng ạ. Thế còn sáng nay thì em đi đâu làm gì? Sáng nay em đi lấy củi ạ. Sáng nay là đi lấy củi à? Vâng. Mưa này cũng phải đi à? Vâng. Rồi. Lấy củi này về là em dùng để làm gì? Để làm đám ma cho bố. Mấy hôm nữa thì bên thôn sẽ hỗ trợ về cái phần củi một chút à? Vâng ạ. Đấy, bé Hiếu thì cô bác nhìn vào cái khuôn mặt thì trông rất là tinh nghịch này. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ xin được phép là trao cái phần quà này tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân một chút. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được thêm hai cái phần quà nữa. Một cái phần quà là của chị Nhàn, chị ở Canh Nâu, Yên Thế, Bắc Giang. Chị có gửi cho mà em Quân với lại gia đình của em Quân. Thế ông thì vừa rồi cũng vừa đi lấy cỏ này về rồi cô bác ạ. Và thêm một cái phần quà nữa. Bây giờ thì cháu Lực xem bác này bác nào gửi cho cháu Lực đấy. Đây là chị Đông, địa chỉ của chị là ở Phổ An, Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi cô bác. Được gửi những phần quà đến rất là xa. Bây giờ thì cháu Lực xin được bóc cái phần quà của chị Đông đã. Bây giờ thì anh sẽ bóc cái phần quà cho em với lại bé Hiếu nhá. Đây là chắc là quần áo hay sao ấy. Bé Hiếu thì đang dùng tay đóng để xem cháu được bóc quà cho bác. Một cái em bé mà năm nay 2 tuổi, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ biết là những lúc mà đói, những lúc mà không vui thì em bé khóc thôi. Lúc nào em mới vui thì em mới cười. Em bé Hiếu thì hầu như là cũng không được uống sữa mẹ từ đến lúc mà cai sữa đâu. Còn em Quân thì được uống sữa mẹ được 40 ngày các bác ạ. Các bác thì gửi quà lên cho em Quân thì cũng bọc rất là kỹ rồi các bác. Trong này thì chắc là những cái bộ quần áo ấy. Còn cái áo này sẽ để cho ông nhá. Đấy, anh sẽ để đây đã. Đấy, có cả cái áo này chắc là để ông này. Những cái bộ quần áo cũ mà các bác gửi lên thì các bác cũng được giặt và rất là sạch sẽ rồi. Thì các bác mới gửi lên cho các em, cho em với lại ông và bà. Thì bác gấp rất là gọn gàng đây. Chỗ này thì toàn là quần áo hầu như là của em với ông là nhiều thôi. Còn bé Hiếu thì chắc là không có bộ nào được vừa. Đấy, có cả những cái bộ áo chống nắng, bộ áo dài tay này. Đấy, đi làm thì cũng có thể mặc những cái bộ áo này nhá. Đấy, đây thì có cả quần này. Một tí nữa thì em sẽ đưa cho ông và xem bộ nào mà vừa ông vừa bà thì cho bà nhé. Đây, còn đây là những cái quần bò này. Quần bò này chắc là chỉ có em mặc vừa thôi. Còn bé Hiếu thì chắc là bác không có những cái bộ nào mà vừa bé Hiếu cho nên là không có.
Còn bây giờ thì cháu mới xin được bóc thêm là cái phần quà của chị. Và bây giờ thì anh sẽ bóc thêm cái phần quà này cho em đấy nhá. Cái quà này là của chị Nhàn, chị ở Canh Nâu, Yên Thế, Bắc Giang. Đây thì sẽ có những cái gói kẹo này. Đây là kẹo này. Đấy, kẹo này. Kẹo này là kẹo cứng, chắc là ông với bà thì không có ăn được nữa rồi. Chỉ có em với bé Hiếu thôi nhá. Đây là cái kẹo này. Còn cái này là cái để mà pha sứ cho bé Hiếu nhá. Đây thì được chị là gửi hai cái sứa này cô bác. Đấy còn vẫn còn tem và nguyên si đúng không cô bác. Đây thì hai hộp. Chị thì gửi hàng lên cũng rất là cẩn thận cô bác. Dùng những cái giấy xốp nổ này chị ấy gói lên. Đây thì em sẽ để pha cho bé Hiếu nhá. Đây mỗi lần pha cho bé Hiếu thì múc ra là độ đông gió tầm 10 đến 20 nhá. Thì là pha để cho bé Hiếu uống nhá. Đấy. Cái lọ sứa này thì ông với bà thì cũng có thể uống được nhá. Đây pha cho ông với bà nữa. Đấy, đây là hôm nay là hai cái phần quà của chị Nhàn với lại của chị Đồng. Như mấy bộ quần áo này thì em sẽ để lại và mặc những lúc mà em đi làm nhá. Đấy, như cái bộ quần áo của em Quân không bác. Thì có những cái cúc thì nó cũng đã bay đi đâu rồi. Và hôm nọ thì cũng có được chị là Trần Đỗ Giáng My, chị cũng có gửi tiền cho cháu Lực và đưa em Quân là em ấy đi chợ để mua những cái bộ quần áo mới. Nhưng mà mua về em ấy còn là không có nỡ để mà mặc cô bác. Em ấy để có những cái dịp nào thì em mới mặc được. Em bé Hiếu thì có vẻ là đang thích cái bình pha sứa này rồi cô bác. Này một ngày à Hiếu? Hả? À, mi sứa thế mà này ạ? Ồ. Sứa mà. Bé Hiếu thì chắc là vừa mới gặp cháu Lực với cô bác. Bé Hiếu thì chắc là gặp cháu Lực còn chưa có được quen, cho nên là bé vẫn còn là rất là sợ cháu Lực. Có thể như nhìn vào cái khuôn mặt của bé Hiếu với cô bác, chắc là do là như kiểu là có một cái linh cảm nào đấy, thành ra là em mới không có muốn nói chuyện với người lạ hay là như nào. Thì thời gian tới cháu Lực lên với các em, lên với gia đình em Quân nhiều hơn, thì bé Hiếu sẽ coi cháu Lực như là một người chú ở trong nhà, thì có thể là sẽ thân thiết với cháu Lực hơn. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới các bác nhá. Con cảm ơn các cô bác luôn giúp đỡ con. Con chúc các cô các bác luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Vừa rồi thì là những cái lời cảm ơn tận trong đáy lòng của em Quân gửi tới cho các cô bác đã gửi những phần quà tới cho em Quân và gia đình của em Quân cô bác. Ông bà thì không có biết nói tiếng Kinh đâu cô bác, chỉ biết nói tiếng Nhùng thôi. Bà thì năm nay có 77 tuổi thôi, nhưng mà hiện tại thì bà không còn một cái răng nào nữa cô bác. Ông thì hiện tại là nơi đâu đó tầm là 2 đến 3 cái răng còn để ăn cơm thôi. Theo như bà kể với cháu Lực là đến bữa ăn cơm đấy, hầu như là gọi là nuốt chửng xuống thôi, chứ không có còn răng để mà nhai nữa rồi. Rất là tội cho ông bà luôn cô bác. Còn như em Cương thì đầu video thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên. Và cái hoàn cảnh của em Cương thì thực sự ra là rất là bi đát và éo le cô bác ạ. Thì cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian này sẽ nhận được những cái tấm lòng vàng của cô bác gửi tới cho em Cương. Giúp cho em Cương có thể là nếu mà em Cương có duyên với cô bác Mạnh Thường Quân thì sau này Lực có thể là hộ em Quân là sửa lại cái ngôi nhà, hay là nếu mà cái số tiền đấy có nhiều thì cháu Lực sẽ hộ em Quân là cất tiền cho em Quân một cái ngôi nhà gọi là đủ che nắng che mưa, và nó sẽ khác hơn cái ngôi nhà mà em Cương đang ở hiện tại cô bác. Như là cô bác có thể nhìn thấy ở cái phần ngoài hiên thì cũng được bố của em Cương với ông thì dùng những cái cành, những cái
cây tre, cây nứa về để bổ ra, xong là đan lại với nhau để gọi là úp vào đôi cô bác. Như này thì có những chỗ ngủ của gia đình em Quân cô bác. Ở đoạn kia thì có vẻ là đêm đến thì gió thổi rất là lạnh, cho nên là được ông với bà là dùng cái tấm chiếu về để căng, để che một chút gió cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực xin được thông qua cái quý của em Cương mà hiện tại cháu Lực đang nhận là bao nhiêu cô bác nhé. Mà cái quyển sổ này thì hôm nọ cháu Lực cũng được là bác Thanh Hằng, bác ấy gửi tặng cho cháu Lực cô bác ạ. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái quý của nhà em Cương một chút cô bác nhá. Từ lúc mà chia sẻ em Quân tới bây giờ thì cháu Lực cũng nhận được tổng là 26.560.000 rồi. Và những cái tiền mà cô bác gửi cho cháu Lực, nhờ cháu Lực là đưa cho em trước là để lo cho cái phần là làm ma chay của bố Cương, thì cái phần đấy lo cái phần ma chay của bố anh Quân, thì cái phần đấy cháu Lực cũng đã đưa và ghi hình lên cho tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân là cũng biết rồi. Tại vì thật sự ra để mà nói cô bác, nếu mà đi làm những công việc mà thiện nguyện này, mọi cái nó không có được minh bạch thì thật sự ra thì nó cũng rất là khó. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác có bình luận ở trên kênh, những cái bình luận mà tiêu cực. Những cái bình luận đấy thì chưa có nói đến cái tiền nong gì, nhưng mà mấy cái bình luận đấy là nói về cháu Lực, có thể nói ít đi hay là nói nhiều đi hay là nói chậm lại, thì cái điều đấy cháu Lực luôn luôn lắng nghe những ý kiến của quý cô bác anh chị mạnh thường quân đã đóng góp cho cháu Lực, và cháu Lực cũng rất là cảm ơn. Bây giờ thì cháu Lực thay mặt em Quân với lại ông bà gửi lời cảm ơn tới chị Nhàn với lại chị Đông, gửi những cái phần quà này, những cái hộp sứa này cho bé Hiếu này với lại gia đình của em Quân, gửi những cái bộ quần áo cho ông với lại bà, lại cho em Quân nữa. Chị Hiếu thì hộp sứa như này thì có vẻ là em ấy rất là thích cô bác ạ. Cái các quần bốc kẹo là lại bé thì trẻ con thì nhìn thấy kẹo là đòi bóc kẹo luôn rồi cô bác. Quấy bóc vỏ ra đi. Đấy, bóc bỏ cho em ăn. Đấy, và bây giờ thì cháu Lực nói chuyện miên man quá cô bác nhỉ. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái quý của nhà em Quân một chút nữa cô bác. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giáo tên. Ngày 18 tháng 8 thì có cô giáo tên có gửi cho cháu Lực là 3 triệu đồng và cho em Quân là 2,5 triệu, còn là cho Tem là 500.000. Ngày 18 tháng 8 thì có bác Quang, bác ở Mỹ có gửi cho cháu Lực là 2 triệu đồng và cho Tem là 500.000. Ngày 18 tháng 8 thì có cô Bình Dương, cô gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng, cho em Quân là 900.000, cho Tem là 1. Và ngày 19 tháng 8 thì có cô giáo tên, cô có gửi cho cháu Lực là 500.000. Và đến ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy, bà ở Đồng Nai, bà có gửi cho cháu Lực là 500.000. Đến ngày 20 tháng 8 thì có cô Khánh Hòa Nghiêm, cô có gửi cho cháu Lực là 2,380,000 và cho cháu Lực đưa em Quân là 1 triệu rồi. Còn bây giờ thì tiền quý của em Quân là 1 triệu. Và đến ngày 20 tháng 8 thì có bà Khánh, bà ấy có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Đến ngày 21 tháng 8 thì có chị Hoàng Thị Phượng, chị có gửi cho cháu Lực là 200.000. Đến ngày 21 tháng 8 thì có cô Đỗ Thảo, cô ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 11.830.000 và đưa cho em Quân là 9 triệu đồng. Đến ngày 22 tháng 8 thì có bà Ngô Thị Lan, bà ở Từ Sơn Bắc Ninh, bà có gửi cho cháu Lực là 500.000. Đến ngày 22 tháng 8 thì có bác Nguyễn Hải, bác ở Mỹ có gửi cho cháu Lực là 2,360,000. Đến ngày 22 tháng 8 thì có bác Nguyễn Hải, bác ở Mỹ, bác có gửi cho là 2,360,000 và cho cháu Lực là
597.000. Đến ngày 23 tháng 8 thì có chị Nguyễn Thị Quế là 300.000. Đến ngày 23 tháng 8 thì có cô Út Quế gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng và cho em Quân là 800.000, cho cháu Lực, cho Tem là 200.000. Đến ngày 23 tháng 8 có bác Xuân Vũ, bác ở Úc, bác có gửi cho em Quân là 5 triệu đồng. Tổng tất cả mà cháu Lực nhận được từ trước tới giờ là được 26.560.000. Còn những cái phần mà cho Tem ấy thì cháu Lực đọc ấy thì là cái phần này là sẽ cho riêng chứ không có cộng cộng phần ủng hộ đấy đâu các bác nhá. Và ở đây thì có một số cô bác thì cũng có gửi thêm cho những hoàn cảnh khác nữa, cho nên là cháu Lực sẽ không có đọc tổng thể là các bác đã gửi cho cháu Lực bao nhiêu. Cháu Lực chỉ đọc là các bác gửi cho những hoàn cảnh nào bao nhiêu thì cháu Lực sẽ đọc. Và đây thì cái phần mà ủng hộ cho Tem này thì cháu Lực sẽ không có cộng vào đây cô bác nhá. Cháu Lực chỉ có cộng là cái phần mà cháu Lực đọc là bao nhiêu ở đây thôi. Và tổng tất cả là được 26.560.000 cô bác nhá. Hôm nay thì anh đọc cái phần quý của nhà em ấy thì em sẽ bảo ông với lại bảo bà nhá. Và tổng cái số tiền quý của nhà em Quân thì là cháu Lực nhận được là 26.560.000 nhá. Đấy, tí bảo ông với bảo bà nhá. Đấy, còn như hôm nọ thì những cái đồ thực phẩm thì anh đã mua về cho em rồi, bây giờ vẫn còn đúng không? Thì anh sẽ cũng có đi mua thêm nữa. Còn là cái phần tiền quý của nhà em Quân cô bác, cháu Lực muốn là để sau này nếu em Quân mà có duyên với các mạnh thường quân thì sau này cháu Lực sẽ có thể là giúp cho em là giảm cái phần ngân hàng, hay là có thể là giúp cho em là sửa lại cái phần ngôi nhà này tí cô bác ạ. Và cho cháu Lực xin được nói lại ở cái khoản ngân hàng của em Quân một chút. Trước kia thì bố của em Quân là từ lúc em ấy rất là nhỏ rồi đi vay về 50 triệu. Cái chỗ mà cái khoản cho anh hỏi là cái khoản ngân hàng kia thì em có biết là trước kia bố em vay để làm gì không? Không biết. Không biết đâu. Không biết à? Lúc em còn nhỏ bố đã đi vay, lớn bác mới nói cho biết. Sửa ra đây kia. Như cái khoản phần là ngân hàng ấy thì bố em đi vay về thì em có biết để làm gì không? Không ạ. Lúc em còn nhỏ thì 40 ngày thì đã đi vay, em chưa biết gì. Xong em lớn bác mới nói cho. Lúc đấy là mẹ em mới bỏ đi là đi vay à? Vâng ạ. Chắc có thể là đi vay để về mua con bò hay là con trâu để nuôi cô bác ạ. Ở trên vùng cao này thì vay ngân hàng thì lãi suất nó rất là thấp, cho nên là hầu như là gia đình nào cũng đi vay. Trước kia thì trâu với bò còn có giá đấy cô bác, bán đi thì còn đủ tiền để trả ngân hàng. Nhưng mà bây giờ trâu với bò thì cũng xuống giá rồi, thành ra là không có bán được giá, không có bán được hòa vốn để mà đi trả cái khoản ngân hàng cô bác ạ. Cái rất là tội cho em Quân luôn cô bác. Tôi vài bé nhỏ mà phải lo tới ba mẹ ăn này, còn phải gánh thêm cái phần ngân hàng nữa. Còn cái phần ngân hàng này thì hiện tại thì em Quân thì cũng không có biết là mấy nữa sẽ chuyển cho em Quân để em Quân lo, hay là bên chính quyền xã sẽ ra thu hồi đất nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà để mà bỏ cái phần ngân hàng đấy đi thì không có bỏ được cô bác, tại vì cái này là nó là cái chính quyền, thành ra là bây giờ mà còn ruộng đất thì nếu mà không có giả thì sau này sẽ phải thu hồi ruộng đất rồi đúng không? Nếu mà không có tiền giả thì họ thấy gì họ lấy gì đi luôn. Là họ có nghĩa là bên ngân hàng về tới nhà mình là nhà mình có từng tài sản gì thì người ta sẽ tịch thu đúng không? Đúng. Rồi. Nếu mà để mà tịch thu này thì làm sao mà em còn đất nữa? Không biết à. Bây giờ thì cái chuyện đấy chưa có xảy ra thì em Quân cũng không có nắm rõ được bác ạ. Năm nay em Quân chỉ có 14 tuổi thôi, cho nên là cái phần này thì em chưa có nắm rõ được mấy. Nhưng mà theo cháu Lực tìm hiểu thì là chắc chắn là nếu mà bố mà đi vay thì vẫn còn con cái ở đây thì chắc chắn là sau này em Quân sẽ phải là giả cái số tiền đấy. Còn nếu mà không có giả thì bên chính quyền xã sẽ ra tịch thu cái phần tài sản của nhà mình cô bác.
cũng rất là khó cho em Quân đâu các bác. Sau này mà tịch thu mà cái phần đấy thì không còn cái đất để mà làm ruộng nữa. Gọi là gia đình em Quân là không có cái gì ở trong tay luôn các bác. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi tấm lòng vàng tới cho em Quân với lại gia đình em Quân của bác. Chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em để có thể là đi giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Trên vùng cao thì có rất là nhiều những hoàn cảnh mà cực kỳ mà bi đát cô bác ạ. Được, em Quân thì em thì có lời nào muốn gửi tới cho quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà đã gửi tiền cho em không? Con cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn giúp đỡ con ạ. Con chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Ở đây thì có rất là nhiều quý khán giả là có bình luận ở trên kênh và nói là em Quân nói chuyện rất là lấy phép và có vị ngữ của bác. Đấy, ở đây thì sau này mà ai người lớn mà nói chuyện với mình thì lúc nào cũng phải có vâng ạ nhá. Đấy, cái đấy là cái phép lịch sự của mình để mình đối xử lại với các anh với lại các chị nhá. Đấy, cháu Lực xin được cảm ơn thêm mà một lần nữa, cảm ơn tới các bác đã gửi quà cho em Quân này, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho em Quân để em Quân có một cái quý như hiện tại. Cái quý hiện tại của cháu Lực thì có thể là nếu mà giúp em ấy thì cũng được là một cái phần nào cũng khá là lớn đối với em rồi. Để mà em ấy đi làm thì không biết là bao giờ em ấy mới cầm được trên tay những số tiền mà hơn 20 triệu này. Đối với em thì bây giờ nó rất là lớn rồi. Và nếu mà sau này mà cái số tiền đấy mà hơn 20 triệu thì em có ý định là bảo anh muốn làm gì không? Có ạ. Em muốn làm nhà. Muốn làm nhà. Như cái ngôi nhà hiện tại của em Quân cô bác thì theo cháu Lực nhìn thấy nếu mà để ở thì chỉ có được gọi là tầm 3 đến 4 năm nữa thì không có ở được nữa rồi. Và hiện tại bây giờ đang ở thì cũng không có đủ gọi là đủ để che nắng che mưa cho em Quân cô bác. Ở phần bên ngoài thì có thể là gió, có những cơn gió nào và có những trận mưa nào rồi sẽ nó sẽ thổi mưa hết cả vào trong nhà của em Quân luôn cô bác. Cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cho nên là cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Con kính chào cô chú anh chị ạ. Và cháu Lực cũng mong rằng là những thức phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì sẽ được các bác là cho cháu Lực một like và một lượt chia sẻ cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho bản em là ngày một phát triển và giúp đỡ được những hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này. Rất là cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em. Còn bây giờ thì xin chào quý ông bà. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác,
trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác.